tuyển tập bài đọc diễn cảm về lời Đức Chúa Trời toàn năng. Đấng cứu thế đã trở lại trên một đám mây trắng. Trong nhiều thiên niên kỷ, con người đã mong mỏi có thể được chứng kiến sự hiện đến của Đấng cứu thế. Con người đã mong mỏi được trông thấy Giê-xu là Đấng cứu thế cưỡi trên một đám mây trắng, khi đích thân Ngài giáng xuống giữa những người đã mong ngóng và khao khát Ngài hàng nghìn năm qua. Con người cũng đã mong mỏi Đấng cứu thế trở lại và được đoàn tụ với họ. Nghĩa là mong mỏi Giê-xu là Đấng cứu thế, Đấng đã bị phân cách khỏi con người trong hàng nghìn năm, trở lại và một lần nữa thực hiện công tác cứu chuộc mà Ngài đã làm giữa dân Do Thái, thương xót và yêu thương con người, tha thứ những tội lỗi của con người và mang lấy tội lỗi của con người, thậm chí mang lấy mọi sự vi phạm của con người và cứu rỗi con người khỏi tội lỗi. Điều mà con người mong mỏi là Giê-xu, Đấng cứu thế, sẽ giống như trước kia, một Đấng cứu thế đáng yêu mến, nhân từ và đáng kính. Đấng không bao giờ thịnh nộ với con người và Đấng không bao giờ của trách con người, nhưng là Đấng tha thứ và gánh lấy mọi tội lỗi của con người, và là Đấng mà giống như trước kia, thậm chí sẽ chết trên thập tự giá vì con người. Kể từ khi Giê-xu rời khỏi, các môn đồ đã theo Ngài cũng như mọi thánh đồ đã được cứu rỗi, nhân danh Ngài đã tuyệt vọng, mong ngóng Ngài và chờ đợi Ngài. Tất cả những người đã được cứu bởi ân điển của Giê-xu Christ trong thời đại ân điển đã mong mỏi ngày hoan hỷ đó vào những ngày sau rốt, khi Giê-xu, Đấng cứu thế, giáng xuống trên một đám mây trắng để hiện ra trước tất cả mọi người. Tất nhiên, đây cũng là mong muốn chung của tất cả những ai chấp nhận danh Giê-xu là Đấng cứu thế ngày nay. Mọi người trong vũ trụ biết về sự cứu rỗi của Giê-xu, Đấng cứu thế, đều đang tuyệt vọng khao khát Giê-xu Christ hiện đến bất ngờ để hoàn thành những gì Giê-xu đã phán khi còn ở trần gian: ta sẽ đến giống như cách ta đã rời khỏi. Con người tin rằng sau sự chịu đóng đinh và phục sinh, Giê-xu đã trở lại trời trên một đám mây trắng để nhận lấy vị trí của Ngài ở bên tay phải của Đấng Chí Cao. Theo cách tương tự, Giê-xu sẽ lại giáng xuống trên một đám mây trắng giữa những người đã tuyệt vọng khao khát Ngài hàng nghìn năm qua, và Ngài sẽ mang hình ảnh và mặc quần áo của người Do Thái. Sau khi hiện ra với con người, Ngài sẽ ban cho họ thức ăn, khiến nước sống tuôn ra cho họ và sẽ sống giữa con người đầy ân điển và đầy tình yêu thương, sống động và chân thực. Tất cả những quan niệm như thế là những gì mà người ta tin tưởng. Tuy nhiên, Giê-xu là Đấng cứu thế đã không làm như vậy. Ngài đã làm ngược lại với những gì con người quan niệm. Ngài đã không đến giữa những người khao khát sự trở lại của Ngài, và Ngài đã không hiện ra cho tất cả mọi người lúc đang cưỡi trên đám mây trắng. Ngài đã đến rồi, nhưng con người không biết Ngài và vẫn không hay biết gì về Ngài. Con người chỉ đơn thuần là đang chờ đợi Ngài một cách bâng quơ, không biết được rằng Ngài đã giáng xuống trên một đám mây trắng và hiện giờ đang ở giữa một nhóm người đắc thắng mà Ngài sẽ lập nên trong những ngày sau rốt. Con người không biết điều này. Bất chấp mọi tình cảm và tình yêu thương mà Đấng cứu thế Giê-xu thánh khiết dành cho con người, làm sao Ngài có thể làm việc trong những đền thờ bị trú ngụ bởi những linh hồn ô uế và bất khiết đó? Mặc dù con người vẫn đang chờ đợi sự hiện đến của Ngài, nhưng làm sao Ngài có thể hiện ra cho những người ăn thịt của kẻ bất chính, uống máu của kẻ bất chính và mặc quần áo của kẻ bất chính, là những người tin vào Ngài nhưng không biết Ngài, và là những người không ngừng lừa gạt Ngài?
Con người chỉ biết rằng Giê-xu là đấng cứu thế đầy tình yêu thương và tràn đầy lòng thương xót, và rằng Ngài là của lễ chuộc tội, đầy dẫy sự cứu chuộc. Tuy nhiên, con người không biết rằng Ngài là chính Đức Chúa Trời, đấng tràn đầy sự công chính, oai nghi, thịnh nộ và phán xét, sở hữu thẩm quyền và đầy phẩm giá. Do đó, mặc dù con người háo hức, khao khát và khẩn cầu sự trở lại của đấng cứu chuộc, và thậm chí những lời cầu nguyện của họ lay động trời, nhưng Giê-xu là đấng cứu thế vẫn không hiện ra cho những người tin vào Ngài nhưng không biết Ngài. Jehovah là danh mà ta đã lấy trong thời gian ta làm việc ở Israel, và nó có nghĩa là Đức Chúa Trời của dân Israel, đấng có thể cảm thương con người, rủa xả con người và hướng dẫn đời sống của con người. Đức Chúa Trời sở hữu quyền năng to lớn và đầy sự khôn ngoan. Giê-xu là Emmanuel, nghĩa là của lễ chuộc tội đầy tình yêu thương, đầy lòng thương xót và cứu chuộc con người. Ngài đã làm công tác của thời đại ân điển. Ngài đại diện cho thời đại ân điển và chỉ có thể đại diện cho một phần công tác của kế hoạch quản lý. Điều đó có nghĩa là chỉ có Đức Giê-hô-va mới là Đức Chúa Trời của dân Israel được chọn. Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob, Đức Chúa Trời của Môi-se và Đức Chúa Trời của toàn thể dân Israel. Và như vậy, trong thời đại hiện nay, toàn thể dân Israel, ngoại trừ dân Do Thái, đều thờ phượng Đức Giê-hô-va. Họ dâng tế lễ cho Ngài trên bàn thờ và hầu việc Ngài trong đền thờ, mặc áo choàng của các thầy tế lễ. Điều họ hy vọng là sự tái xuất hiện của Đức Giê-hô-va. Chỉ có Giê-xu mới là đấng cứu chuộc của nhân loại, và Ngài là của lễ chuộc tội đã cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi. Nghĩa là danh của Giê-xu đã đến từ thời đại ân điển và đã ra đời vì công tác cứu chuộc trong thời đại ân điển. Danh Giê-xu đã ra đời để cho phép những người trong thời đại ân điển được tái sinh và được cứu rỗi, và là một danh đặc biệt cho sự cứu chuộc của toàn thể nhân loại. Do đó, danh Giê-xu đại diện cho công tác cứu chuộc và biểu thị thời đại ân điển. Danh Giê-hô-va là một danh đặc biệt cho người dân Israel đã sống dưới luật pháp. Trong từng thời đại và từng giai đoạn công tác, danh của ta không phải là vô căn cứ mà mang ý nghĩa đại diện. Mỗi danh đại diện cho một thời đại. Giê-hô-va đại diện cho thời đại luật pháp và là danh tôn kính dành cho Đức Chúa Trời đã được dân Israel thờ phượng. Giê-xu đại diện cho thời đại ân điển và là danh Đức Chúa Trời của tất cả những ai đã được cứu chuộc trong thời đại ân điển. Nếu con người vẫn mong mỏi sự hiện đến của Giê-xu đấng cứu thế trong thời kỳ sau rốt và vẫn mong chờ Ngài đến trong hình tượng mà Ngài đã mang lấy tại xứ Giu-đê, thì toàn bộ kế hoạch quản lý 6.000 năm hẳn sẽ dừng lại trong thời đại cứu chuộc và không thể tiến triển xa thêm chút nào. Hơn thế nữa, những ngày sau rốt hẳn sẽ không bao giờ đến và thời đại này hẳn sẽ không bao giờ kết thúc. Điều này là do Giê-xu là đấng cứu thế chỉ dành cho sự cứu chuộc và cứu rỗi nhân loại. Ta đã lấy danh Giê-xu chỉ vì lợi ích của tất cả tội nhân trong thời đại ân điển. Nhưng đó không phải là danh, mà bởi đó ta sẽ kết thúc toàn thể nhân loại. Mặc dù Giê-hô-va, Giê-xu và Mê-si đều đại diện cho thần của ta, nhưng những danh này chỉ biểu thị các thời đại khác nhau trong kế hoạch quản lý của ta và không đại diện toàn bộ về ta. Những danh mà mọi người trên đất gọi ta không thể diễn đạt toàn bộ tâm tính của ta và mọi điều về ta. Chúng chỉ đơn thuần là những danh khác nhau
mà ta được gọi trong các thời đại khác nhau. Và vì vậy, khi thời đại cuối cùng, thời đại của những ngày sau rốt đến, danh ta sẽ lại thay đổi. Ta sẽ không được gọi là Đức Giê-hô-va hay Giê-xu, càng không phải là Đấng Mê-si. Ta sẽ được gọi là chính Đức Chúa Trời toàn năng, đầy quyền năng. Và với danh này, ta sẽ chấm dứt toàn bộ thời đại. Ta đã từng được biết đến là Đức Giê-hô-va. Ta cũng đã được gọi là Đấng Mê-si, và mọi người đã từng gọi ta là Giê-xu, Đấng Cứu Thế, với tình yêu thương và sự quý trọng. Tuy nhiên, ngày nay ta không còn là Đức Giê-hô-va hay Giê-xu mà mọi người đã biết trong quá khứ nữa. Ta là Đức Chúa Trời, Đấng đã trở lại trong những ngày sau rốt. Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt thời đại. Ta chính là Đức Chúa Trời trỗi dậy từ địa cực, đầy đủ toàn bộ tâm tính của ta và đầy thẩm quyền, danh dự và vinh quang. Mọi người chưa từng tiếp xúc với ta, chưa từng biết đến ta và vẫn luôn không biết gì về tâm tính của ta. Từ lúc sáng thế cho đến ngày nay, không một ai từng nhìn thấy ta. Đây là Đức Chúa Trời, Đấng hiện ra cho con người trong những ngày sau rốt, nhưng lại được ẩn giấu giữa con người. Ngài cư ngụ giữa con người, chân thật và thực tế, như mặt trời cháy rực và ngọn lửa hừng, đầy dẫy quyền năng và tràn đầy thẩm quyền. Sẽ không có một người hay một vật gì không bị phán xét bởi những lời của ta, và sẽ không có một người hay một vật gì không được làm cho thanh sạch thông qua sự thiêu đốt của ngọn lửa. Cuối cùng, mọi quốc gia sẽ được ban phước nhờ những lời của ta, và cũng bị đập tan thành từng mảnh vì những lời của ta. Theo cách này, tất cả mọi người trong những ngày sau rốt sẽ thấy rằng ta là Đấng Cứu Thế tái lâm, và rằng ta là Đức Chúa Trời toàn năng, chinh phục toàn thể nhân loại. Và tất cả sẽ thấy rằng ta đã từng là của lễ chuộc tội cho con người, nhưng trong những ngày sau rốt, ta còn trở thành những tia mặt trời thiêu đốt mọi thứ, cũng như là mặt trời công chính làm tỏ hiện mọi thứ. Đây là công tác của ta trong những ngày sau rốt. Ta đã lấy danh này và sở hữu tâm tính này hầu cho tất cả mọi người có thể thấy rằng ta là một Đức Chúa Trời công chính, mặt trời cháy rực, ngọn lửa hừng, và hầu cho tất cả có thể thờ phượng ta. Đức Chúa Trời có một và thật, và hầu cho họ có thể nhìn thấy dung nhan thật của ta. Ta không chỉ là Đức Chúa Trời của dân Israel, và ta không chỉ là Đấng Cứu Chuộc, mà ta là Đức Chúa Trời của mọi tạo vật trên khắp các tầng trời, đất và biển. Nếu Đấng Cứu Thế đến trong những ngày sau rốt và vẫn được gọi là Giê-xu, và một lần nữa được sinh ra ở Giu-đê và làm công tác của Ngài ở đó, thì điều này sẽ chứng tỏ rằng ta đã chỉ tạo dựng nên dân Israel và chỉ cứu chuộc dân Israel, và ta chẳng liên quan gì đến dân ngoại. Chẳng phải điều này sẽ mâu thuẫn với những lời của ta rằng ta là Chúa, Đấng đã tạo dựng nên trời đất và muôn vật sao? Ta đã rời khỏi Giu-đê và làm công tác của mình giữa dân ngoại, vì ta không chỉ đơn thuần là Đức Chúa Trời của dân Israel, mà còn là Đức Chúa Trời của mọi muôn loài thọ tạo. Ta hiện ra giữa dân ngoại trong những ngày sau rốt, bởi vì ta không chỉ là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của dân Israel, mà hơn thế nữa, vì ta là Đấng tạo hóa của tất cả những người ta chọn trong số dân ngoại. Ta đã không chỉ tạo dựng nên Israel, Egypto và Liban, mà còn tạo dựng nên tất cả các quốc gia dân ngoại ngoài Israel. Vì điều này, ta là Chúa của mọi tạo vật. Ta chỉ đơn thuần đã dùng Israel làm điểm khởi đầu cho công tác của ta, dùng Giu-đê và Galilee làm thành trì cho công tác cứu chuộc của ta. Và giờ đây, ta sử dụng các quốc gia dân ngoại làm cơ sở, mà từ đó ta sẽ kết thúc toàn bộ thời đại,
ta đã thực hiện hai giai đoạn công tác ở Israel, và ta đang thực hiện thêm hai giai đoạn công tác nữa trên khắp những vùng đất bên ngoài Israel. Giữa các quốc gia dân ngoại, ta sẽ làm công tác chinh phục, và như vậy kết thúc thời đại. Nếu con người luôn gọi ta là Jesus Christ, nhưng lại không biết rằng ta đã bắt đầu một thời đại mới trong những ngày sau rốt và đã bắt tay vào công tác mới. Và nếu con người tiếp tục ám ảnh, chờ đợi sự hiện đến của Jesus là đấng cứu thế, thì ta sẽ gọi những người như thế là những người không tin vào ta. Họ là những người không biết ta, và niềm tin của họ vào ta là sai chật. Những người như thế có thể chứng kiến sự hiện đến của Jesus là đấng cứu thế từ trời sao? Điều họ chờ đợi không phải là sự hiện đến của ta, mà là sự hiện đến của vua dân Do Thái. Họ không khao khát tao hủy diệt thế giới xưa cũ ô uế này, nhưng thay vào đó lại mong mỏi lần hiện đến thứ hai của Jesus. Khi đó họ sẽ được cứu chuộc. Họ mong chờ Jesus một lần nữa cứu chuộc toàn thể nhân loại khỏi vùng đất nhơ nhuốc và bất chính này. Làm sao những người như thế có thể trở thành những người hoàn thành công tác của ta trong những ngày sau rốt? Những ham muốn của con người không có khả năng đáp ứng những mong muốn của ta hoặc hoàn thành công tác của ta, vì con người chỉ đơn thuần ngưỡng mộ hoặc trân trọng công tác mà ta đã làm trước đây, và không biết rằng ta chính là Đức Chúa Trời luôn luôn mới và không bao giờ cũ. Con người chỉ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va và Giê-su, mà không có chút ý niệm nào rằng ta là đấng cuối cùng sẽ kết thúc nhân loại. Tất cả những gì con người khao khát và hiểu biết đều xuất phát từ các quan niệm của riêng họ, và chỉ đơn thuần là thứ mà họ có thể nhìn thấy tận mắt. Nó không phù hợp với công tác ta làm, đúng hơn là bất đồng với nó. Nếu công tác của ta đã được tiến hành theo những ý tưởng của con người, thì khi nào nó sẽ chấm dứt? Khi nào nhân loại sẽ bước vào sự nghỉ ngơi? Và làm sao ta có thể bước vào ngày thứ bảy, ngày Sa-bát? Ta làm việc theo kế hoạch của ta và theo mục đích của ta, chứ không theo những ý định của con người.